Chuyển sang một số tin vắn về kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nội dung dự thảo thông tư trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm trong năm 2021. Theo đó, nhiều lĩnh vực được đề xuất giảm lên tới 50%, như giảm 50% mức thu các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.